Lời đầu tiên Hoàng xin kính chào quý cô chú anh chị em đang xem video nha. Dạ hôm nay Hoàng tiếp tục quay bán chiếc xe quay Thái 50 phân khối không cần bằng lái nha cô chú anh chị em. Thì tình trạng xe này là dọn full mới hết rồi nha cả nhà ơi, dọn từ trong ra ngoài luôn nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ quay sơ lược một vòng cho quý cô chú anh chị em mình xem ha. Rồi Hoàng sẽ quay chi tiết và kể những món đồ dọn như thế nào nha. Và xe này mang biển số là 67AB02550. Cái dàn áo thì độc hợp tha mới nha cả nhà, áo 11 nha, gấp rất là khích khao đẹp nha. Đó, áo thì mới không có lỗi nha, nói chung không cần bả nhiều nha. Rồi chá đèn trước chá đèn hậu là đều chá đèn loại đà lon cốt hết nha. Mặt nạ quay Thái nha, dọn cái form hình quay Thái hết nha anh em. Đó, dàn chân dàn bạc là mình sơn như ghim lại luôn nha cả nhà, chứ không có sơn xịt nha. Sơn lấy bạc chuẩn ghim của Honda luôn nha. Rồi vỏ thì mới thay luôn nè nha. Đó, gai cổ cổ luôn. Ốc bán thì sáng đẹp nha. Cầm bật mới. Dây km, dây thắng đều thay mới hết nha anh em. Nói chung là mọi chức năng hoạt động đầy đủ nha. Rồi máy thì mới làm nha cả nhà. À, đặc biệt là mà xe này là cái nòng nó là số 49 nòng XS nha, nhưng trái 110 nòng nhôm á, anh em nào chơi xe thì biết nha. Ép dên xé nòng bọc bên trong, nói chung là làm full lại hết nha. Máy bao ấm mềm bao mạnh nha, nhãn hiệu của xe vẫn còn nha. Đó, sơn xi đẹp hết nha, cần số cũng thay mới luôn nha. Dọn full từ trong ra ngoài, sườn cũng sơn mới luôn nha. Nói chung là xe này về là anh em mình đổ xăng là vui vui nha. Chống nghiêng chống đứng đồ thay mới đó nha cả nhà. Đó, sạch sẽ hết nha, hộp xích thay mới luôn ha, phục nai mới nè, dành sau dành Thái luôn. Rồi yên hai tầng luôn nha, nguyên cái yên hai tầng mới luôn. Đó, anh em mà chơi xe là biết giá nha. Rồi một cặp bao tay xịn luôn. Dây ga đồ cũng tha mới luôn á, rất là nhẹ. Rồi bên trong nội thất thì sạch đẹp nha cả nhà, sườn sơn mới ha, bót khóa yên còn tha mới nè. Rồi tới phần bên dách bô nha, như cây kiếm luôn anh em ơi. Đó, 1985 ha, sáng giới như cây kiếm luôn, thấy hình luôn nè. Cao su gắt chân đồ cao su trước sau đồ thay mới hết nha anh em. Máy bên trong được tẩy sạch sẽ luôn nha, là máy rửa sạch sẽ bên trong hết. Máy thì khỏi bàn rồi anh em ạ. À, thì thầm luôn. Rồi nói chung là xe dọn full hết rồi anh em. Đó, anh em nào chơi xe thì biết dọn như vậy ha. Hoàng bán luôn nguyên chiếc là 10.500.000 nha. Anh em nào có nhu cầu muốn sử dụng cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại 0974735753 hoặc đến trực tiếp cửa hàng của Hoàng gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, để tỉnh An Giang để xem xe nha. Thì ngoài chiếc này ra thì Hoàng cũng còn rất là nhiều chiếc 50 nha cả nhà. Thì tùy theo giá nha, 5 triệu ngoài, 6 triệu ngoài gì cũng có nha, 7-8 triệu cũng có luôn. Đó, nguyên cái hàng này 50 không nha. Xe dọn cũng có, xe chưa dọn cũng có nha. Anh em có nhu cầu muốn mua sử dụng cứ liên hệ với Hoàng ha. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.